Hanboro mới ra một siêu phẩm phải nói là làm chấn động giới đồng hồ luôn anh em ạ. Đó là chính là cái mẫu này, kẻ gạt giò Frank Muller. Hanboro. Cái size của mẫu này dễ đeo lắm, không phải là bự chà bá đâu nha anh em, chắc là dễ đeo, yên tâm đi. Tay trung bình trở lên là đeo được, ok hết. Sử dụng bộ khóa thông minh, dây ở bên trong là được lót cao su, bên ngoài là bọc một lớp da cá sấu. Độ dày là 14mm, sử dụng bộ máy Miyota kết hợp với nhẫn bạch kim, phải nói là đúng bài luôn anh em ạ. Chất rẻ. Hiện tại thì chỉ có 3 màu này thôi nha anh em, màu xanh, màu đen và màu vàng. Có thể thấy thì các cọc số của đồng hồ được đính đá, có trang bị lịch ngày và lịch ngày có kính phóng đại, nên mình nhìn cái số nó to hơn giống như bên Rolex vậy đó. Và đồng hồ có dạ quang, khóa thông minh. Dây bên trong là dây cao su, còn bên ngoài là một lớp da cá sấu được may. Da cao su này giúp cho mình đeo trẻ hơn, bền bỉ hơn và không có thấm nước như dây da. Màu vàng và màu trắng, theo mình cảm nhận thực tế bên ngoài mắt thường thì mình thấy rất là nét, rất là đẹp. Anh em có thể nhìn vào những cái khe kính này, không có điểm hở luôn nha, rất là khít, độ hoàn thiện cao. Hiện tại thì mình đang thấy cái giá rất là tốt cho anh em rồi đó, quá hợp lý cho đồng hồ vài cũ. Những anh em đang đeo Frank Muller 11 sẽ biết cái giá kính của cái đồng hồ này nó đắt đến cỡ nào, và cái bộ dây của nó còn đắt kinh khủng hơn nữa. Chỉ với vài cũ thôi mà anh em đã sở hữu được một mớ đó luôn rồi. Trong vòng 5 năm anh em sẽ được thay kính một lần miễn phí nha, và anh em sẽ được tặng kèm một cái bóp nữa nè. Mình đã nói rất nhiều lần rồi, anh em mua đồng hồ tại shop mình luôn luôn có quà tặng hấp dẫn. Rồi anh em sẽ hỏi là nó có bền hay không? Chắc chắn là bền rồi anh em. Nếu mà không bền đó, sẽ bị chửi cho manh nóc, chửi cho sầm sóp luôn. Sẽ không phải tồn tại tới bây giờ đâu. Anh em yên tâm.